Rồi, đây là quán gì hả? Cơm Việt Nam, cơm New. Cơm New Sài Gòn. Cơm New Sài Gòn. Cơm New Sài Gòn. Món, món rất đẹp. Bán cơm đặc. Ở cơm New Sài Gòn. Đây là cái khung cảnh của cái quán nha. Rất là đẹp. Nơi đường Hồ Xuân Hương. 6:30 chắc mình ở tới 7 giờ hả? 7 giờ mấy? Không, lấy ba rồi lấy nạc không mà. Lấy nạc có thịt nạc đó. Rồi, được một phần thôi. Nên lấy một. Cái em nói sao? Đây là cơm niêu Sài Gòn 45 đô. Cơm niêu Sài Gòn địa chỉ là 59 Hồ Xuân Hương, quận 3. Bây giờ em cũng ăn buffet. 59 Hồ Xuân Hương, quận 3. Hoa Thiên Lý. Hoa Thiên Lý. Hoa Thiên Lý sao? Chị biết ăn không? Đây là miếng cơm cháy đây nha. Chị ra Hà Nội chung bây giờ đó thiệt, bây giờ em ăn cơm của con, ăn cơm không mà giờ phải bớt ăn cơm rồi. À. Mua nước kè đem về bên kia. Mua quá trời bịch bự vậy. Nước xào tỏi. Mắm đây là món hoa thiên lý xào. Tôm rim. Mắm rốt thôi với ba rồi. Ôi chà. Có này nấm rơm không? Món gì đây? À, nấm rơm kho tổ. Nấm rơm kho tổ. Dưa chua. Cải chua gì đó. Ờ, đó còn là món món thuần túy. Hai cũng đỡ bụng quá. Nhìn ha. Ở đó. Đây. À. Cái lóc. Đây. Để đó là cái món mắm ruốc xào ba rọi. Đây là my favorite cá trê chiên dầm nước mắm gừng. Oh man. Hả? Ngon nha. Một món nữa là canh chua. Canh chua hả con? Canh chua. Rau đó rau gì? Đậu rồng. Đậu rồng. Đậu rồng. Đậu rồng. Ăn với lại mắm ruốc kho ba loại. Thì giống như cây xương rồng quá nhỉ ha. Nó là họ xương rồng. Ăn này mà Nam khổ lắm, ăn xương rồng không. À, Nam khổ quá. Vậy hả?